Mình chia sẻ với anh em một số cái cây phong ươm hạt đây. Mình ươm vào cái thùng xốp đây, một số lượng rất là nhiều. Hiện giờ là nó ra lá, ra rất là nhiều lá non rồi đây. Đó, cái này đỏ đậm luôn nhá. Nó cũng rất là nhiều sắc thái đây này. Quay hôm nay thế nào không được nét lắm. Đi sang cái thùng bên cạnh đây. Đó, nên nó đỏ đỏ đậm luôn á. Những cây này nó đỏ tím này đấy. Đó.